Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Cộng sản Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo trong lúc Kim Jong-un đến thăm nước Nga. Và ngày hôm nay, 13 tháng 9, phía Nam Hàn cho hay Cộng sản Bắc Hàn vừa phóng một trái hỏa tiễn đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông, còn gọi là biển Nhật Bản. Vụ phóng này diễn ra trong lúc Chủ tịch của Cộng sản Bắc Hàn là Kim Jong-un đang có chuyến viếng thăm nước Nga. Theo hãng thông tấn AFP cho hay, Nhật Bản cũng đã xác nhận về tin này. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản nói rằng Cộng sản Bắc Hàn đã phóng hai trái hỏa tiễn đạn đạo. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin từ các giới chức chính phủ Nhật Bản đưa tin hai trái hỏa tiễn của Cộng sản Bắc Hàn đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước Nhật. Không rõ đây là loại hỏa tiễn đạn đạo nào. Trước đó, lần gần đây nhất, Cộng sản Bắc Hàn đã phóng hỏa tiễn là hôm 30 tháng 8 với hai trái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn. Một nhà phân tích có tên là Ankit Panda đã viết trên trang mạng xã hội X, tức là Twitter cũ, như sau. Thật là điều lạ lùng. Đây là vụ phóng đầu tiên mà không có sự hiện diện của Kim Jong-un ở trong nước. Vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo này diễn ra trong lúc Chủ tịch Bắc Hàn là Kim Jong-un và các giới chức quân sự hàng đầu của Cộng sản Bắc Hàn đang có mặt tại nước Nga. Kim Jong-un đã gặp gỡ và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga là ông Putin vào ngày hôm nay 13 tháng 9. Mỹ tài trợ vũ khí cho Palestine ổn định an ninh ở bờ Tây. Thưa quý vị, nhật báo Al-Quds của Palestine cho biết, chính quyền của Palestine vừa nhận được lô xe bọc thép và vũ khí của Mỹ trong bối cảnh mà Tòa Bạch Ốc và Israel đang tìm cách hỗ trợ Palestine ổn định tình hình ở bờ Tây. Theo đó, thì lô hàng viện trợ đã được chuyển qua lãnh thổ Jordan và Palestine và được trang bị cho các lực lượng an ninh của chính quyền Palestine trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát tại một số khu vực bị rơi vào tay của các nhóm vũ trang. Cũng theo tờ báo, thì chính quyền Israel đã đồng ý để cho Mỹ viện trợ số vũ khí cho chính quyền Palestine, bất chấp việc một số nhân vật cấp cao trong nội các đã phản đối việc chuyển giao vũ khí này. Gần đây, tại nhiều địa phương ở bờ Tây như là thành phố Jenin và Nablus, thì các nhóm vũ trang đã đánh bật lực lượng an ninh của chính quyền Palestine để giành quyền kiểm soát các khu dân cư. Israel cũng đã nhiều lần đột kích vào các khu vực này để truy bắt những tay súng Palestine bị cho là tấn công những người Do Thái. Trở lại với bán đảo Triều Tiên, chính phủ Nam Hàn bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Văn phòng Tổng thống của Nam Hàn vào ngày hôm nay 13 tháng 9 xác nhận họ vừa bổ nhiệm ông Shin Gong-sik là một nhà lập pháp của Đảng Quyền lực Quốc dân đương quyền và là một vị tướng 3 sao đã nghỉ hưu, trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn để thay thế cho ông Lee Jong-suk. Ông Kim Da-ki là chánh văn phòng Tổng thống của Nam Hàn cho biết như sau. Ông Shin là người phù hợp để thiết lập năng lực an ninh của chúng tôi trước các mối đe dọa nguyên tử và hỏa tiễn đang gia tăng của Cộng sản Bắc Hàn. Ông có nhiều kinh nghiệm về cả chính sách cũng như chiến lược quốc phòng. Phát biểu sau khi được đề cử, ông Shin cam kết là ông sẽ cố gắng hết sức để người dân Nam Hàn có thể sống trong hòa bình trước những thách thức an ninh nghiêm trọng. Ông đã có 35 năm phục vụ trong quân đội Nam Hàn và từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn. Hiện nay, ông là thành viên cao cấp của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nam Hàn. Ngoài vị trí là một chính khách thì ông Du được biết đến với vai trò là diễn viên truyền hình và sân khấu. Trước đây, ông từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung Bak. Mỹ và Liên Âu phản đối kế hoạch xây khu định cư của Israel. Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Israel xây dựng một khu định cư mới tại khu vực Abu Dish của người Palestine ở bờ Tây. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9, Ủy ban Kế hoạch vùng Jerusalem của Israel đã phê chuẩn giai đoạn cuối cùng để cho các nhà thầu có thể khởi công xây dựng khu định cư mới nói trên. Mỹ và Liên Âu lo ngại, động thái này sẽ làm suy yếu giải pháp hai nhà nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ, ông Matt Miller nêu rõ, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng và nhất quán, đó là việc mở rộng các khu định cư sẽ làm suy yếu giải pháp hai nhà nước, làm gia tăng căng thẳng và gây tổn hại lòng tin giữa hai bên. Cho nên chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc thúc đẩy các khu định cư. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của Liên Âu cũng ra tuyên bố, coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật của quốc tế và là trở ngại đối với việc đạt được giải pháp hai nhà nước. Liên Âu cũng khẳng định,
sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các đường biên giới trước năm 1967, kể cả ở Jerusalem, ngoài những thay đổi đã được các bên nhất trí. Chính phủ Nam Dương bắt giữ 39 nghi phạm trong đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Cảnh sát tại Nam Dương mới đây đã phối hợp với nhà chức trách của Thái Lan và Malaysia bắt giữ 39 nghi phạm liên quan tới đường dây buôn lậu ma túy lớn trong khu vực này. Cảnh sát cho biết thêm như sau, các nghi phạm bị bắt giữ rải rác tại ba quốc gia bao gồm Nam Dương, Thái Lan và Malaysia. Những người này là thành viên của một đường dây buôn lậu ma túy có tổ chức, chuyên vận chuyển methamphetamine từ khu vực Tam Giác Vàng, là trung tâm sản xuất ma túy khét tiếng nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan và Miến Điện, đến các quốc gia khác, trong đó có Nam Dương. Toàn bộ các nghi phạm bị bắt giữ tại Nam Dương có thể phải đối mặt với mức án tử hình. Tại cuộc họp báo, ông Mahu Gidada là người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia của Nam Dương cho biết như sau. Đường dây này do Freddy Pratama, mang quốc tịch Nam Dương, cầm đầu. Người này sở hữu tài sản trị giá tới gần 684 triệu Mỹ Kim và đang bị truy nã. Và kính thưa quý vị, quay sang Nhật Bản thì tỷ lệ thanh thiếu niên nhập cư không học trung học ở mức cao. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD, cho thấy thì có khoảng 8% trẻ em trong độ tuổi từ 15 cho đến 18 có cha mẹ là những người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản, không ghi danh học trung học phổ thông. Còn số này cao gấp 5 lần so với nhóm có ít nhất là cha hoặc là mẹ có quốc tịch Nhật Bản là 1.6%. Tại Nhật Bản, thiếu niên nhập cư phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trung học, chủ yếu là dựa trên những bài kiểm tra viết. Một cuộc khảo sát của Nikkei cho thấy, chỉ có 27% trường trung học công lập đặt ra hạn ngạch cho những học sinh nước ngoài hoặc là áp dụng phương thức tuyển sinh đặc biệt cho nhóm này vào năm 2023. Chuyên gia Misako Nukaga thuộc Đại học Tokyo chuyên nghiên cứu giáo dục cho những người nhập cư cho biết, nhiều trường hợp thanh thiếu niên nước ngoài nói tiếng Nhật nhưng không vượt qua được kỳ thi tuyển sinh trung học. Ở Nhật Bản thì mọi người phải có bằng tốt nghiệp trung học, nếu không thì cơ hội tìm được việc làm ổn định sẽ giảm đi rất nhiều. Với việc mà Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài trong nhiều ngành nghề hơn, thì ngày càng có nhiều trẻ em đến Nhật Bản sống cùng với cha mẹ. Có khoảng là 104.000 người từ 18 tuổi trở xuống đã đến theo thị thực gia đình vào cuối năm 2022, tăng gấp đôi so với một thập niên trước đó. Thân nhân cư trú tại Nhật Bản theo thị thực gia đình chỉ được phép làm việc tối đa là 28 giờ trong một tuần. Nếu như muốn thay đổi tư cách visa để không bị hạn chế giờ làm tối đa, thì cần có bằng tốt nghiệp trung học. Giới hữu trách tại Trung Cộng cho phép phạt nặng những gia sư dạy học mà không có giấy phép. Bộ Giáo dục của Trung Cộng thông báo như sau, các dịch vụ dạy kèm không có giấy phép ở Trung Cộng có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 nhân dân tệ, tức là hơn 18.000 Mỹ Kim. Đây là biện pháp mới nhất của chính quyền Trung Cộng nhằm cải cách ngành giáo dục và giảm bớt áp lực học tập đối với học sinh. Từ năm 2021 cho tới nay, Trung Cộng đã áp đặt các quy định cứng rắn để kiểm soát ngành dạy kèm tư nhân nhằm mục đích vừa giảm bớt áp lực cho trẻ em, vừa tăng tỷ lệ sinh sản của quốc gia này bằng cách giảm bớt chi phí của các gia đình. Tuy nhiên, việc dạy kèm sau giờ học không có giấy phép vẫn tiếp tục với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Bên cạnh đó thì, theo Bộ Giáo dục Trung Cộng, việc học và dạy không có giấy phép cũng gây nên tình trạng các cơ sở tư nhân lấy tiền rồi bỏ trốn vẫn đã và đang diễn ra. Nền kinh tế của Trung Cộng đang bị chậm lại, khiến cho người dân phải vật lộn với chi phí hàng ngày, và điều này cũng đang ảnh hưởng tới kế hoạch kết hôn hoặc là sinh con của các cặp vợ chồng trẻ, làm trầm trọng thêm vấn đề nhân khẩu học của một xã hội đang có tốc độ già hóa thuộc loại nhanh nhất trên thế giới. Chi phí cho giáo dục được giới trẻ Trung Cộng cho là quá cao cũng là nguyên nhân chính khiến cho họ không muốn có con. Và kính thưa quý vị, một gia đình tỷ phú của nước Mỹ đã trả hơn 30 cổ vật cho Cambodia. Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Cambodia hôm nay cho biết 33 cổ vật từ bộ sưu tập của một gia đình tỷ phú người Mỹ có tên là George Lily Lindemann sẽ được tự nguyện trả lại cho Cambodia sau khi mà họ nhận ra là họ đang sở hữu chúng trái phép. Theo Bộ trưởng Văn hóa và Mỹ thuật Phuong Sakona,
thì động thái này của gia đình tỷ phú là tấm gương sáng và đích thực cho các bảo tàng, nhà sưu tập khác noi gương để trả lại các bảo vật quốc gia của Campuchia. Trong số các cổ vật đó có tác phẩm điêu khắc thần Vishnu đang nằm và thần Ashanarusvara là hai vị thần trong đạo Hindu, được cho là có nguồn gốc từ thành phố cổ Khotkur đã bị lấy cắp từ những năm 1990. Gia đình của ông Lindemann cho biết, sau khi mua các cổ vật này từ những người tưởng là uy tín, họ cảm thấy rất buồn khi biết rằng là chúng được đưa trái phép vào Mỹ. Lindemann là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty đường ống và hạ tầng cơ sở nhiên liệu hóa thạch Southern Union, có trụ sở tại Houston, Texas. Ông được xếp thứ 703 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tổng giá trị tài sản là khoảng 3.3 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Và ông đã qua đời vào năm 2018. Năm 2021, Mỹ đã trao trả 27 cổ vật bị buôn lậu về Campuchia, trong đó có các bức tượng Hindu và Phật giáo trị giá là khoảng 3.8 triệu Mỹ Kim. Năm ngoái, Mỹ đã trả 30 cổ vật khác, trong đó có một số đã hơn 1.000 năm tuổi, thưa quý khán thính giả. Và đó là những bản tin liên quan đến Á Châu. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.